Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 54 người bị đưa ra xét xử về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo, 16 công ty và hàng chục người được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 33 người được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng. 54 người bị đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu, bị xét xử về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo, 16 công ty và hàng chục người được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 33 người được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng. Trong số 54 bị cáo, 21 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, 23 bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ. 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 4 bị cáo bị truy tố về tội môi giới hối lộ, 1 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 bị cáo bị truy tố về cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ với khung truy tố có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lợi dụng chủ trương chính phủ tổ chức chuyến bay giải cứu cho công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước khi dịch COVID bùng phát mạnh, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.